Kim tiếp ra khỏi. Từ lóng đây. Không dễ kim tiếp ra khỏi. Điện cho ấm cái là xong. Rửa. Từ thôi lĩa. Ăn hay lắm rồi nha. Ngon. Ăn chấm nhiều quá, chấm ít thôi. Con ăn nguyên người Việt Nam ăn cái thịt chừa. Đi đi rồi hả? Kêu mua kêu cho con ý ăn được á. Nó vô toilet nãy giờ tiếp hộ lấy con ra ốc sớm lắm á. Tiếp hộ nó mới ra. Dạ chứ 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 chứ. Lá qua vi la vi. Ăn nhiều nhiều đấy, giờ tới con trả tiền. Mấy đứa tụi bay làm nó sợ quá, mốt nó chát vậy. Nó đâu sợ đâu, tôi hỏi vậy nó không có sợ. Làm gì phải sợ. Chị có dưới sông Trần mới có bán hả? Mà nó để xong mai nó sao mà. Do you know what fruit that is? Chị nào có lên mua 10 cái là năng được á. 10 cái gì không? Cái tiền nào? Yeah. I mean, I know what it's called. What is it called? Trái cóc. Cóc. Sounds like a fish. Bữa tôi mua lên 30 cái. Sounds like a frog. Lấy bánh ít lên bắt đầu có trái thay. Anh tí ăn được không? Mày đúng. Okay. Delicioso. Okay. What do you eat? Đang ăn cái gì á? Quần thân. Quần thân. Okay. Wow. Quần thân. We have on this side, we have Hui, Yi Hai, Yi Fu, it's somewhere in, but you can't really see them. Look, music, but then it feels really nice. I was like, how they charge it? But then they want to order something. No more lắm. Xin chào Rap Roll. She used to work at Rap and Roll. She calls it Rap Roll. Gấp nhanh mà. Để gì muốn cắn cái gì? Cái này nè. Đây hả? Với cái chảy gì đó. 200 đời, chậm tới 700 là mình còn chơi gì á? Không, nhưng mà chị chắc tôi đã không trả cái bạn đó. Món này 3 tháng này, cái đó là tôi đang muốn đầu vô được. Món này tao lẫn cho tao cuối tháng. Trời ơi. Đó rồi, hoài. Quá bạn thôi. Đó mà làm bánh cho ăn hoài. There's a Vietnam Gunpla Day. I want to know what that's about. An infatuation with yoga.
chân mồm. What's that say? Oishi pillow. My God. We meet again. The most fatty, creamiest, freaking ice cream in the world. We're savages. We out here. You want to eat it? No, I'm good. I just want to see y'all eat it. Why? Because to see if it's good or not. We're here for the lychee sundae. You got the lychee sundae. It's fantastic. Yeah, well, McDonald's, right? I know, right? Bang Roy. Thì còn ăn kem. Ở trong quận mà một không có kem. Mà cấp một cái là 14 là kem vào quán à. They're lost and found a little glass case where they show off the stuff we lost and you can go and claim it. It's pretty cool. We're at the Aoyai shop to try on our Aoyai and look, Ji-young! Where's Wendy? Ah, y'all look so good! Look at that! I'm so happy! They just suck in my stomach a little bit. I ate too much this past few days. How does Zifeng look? How's Zifeng looking? Look at that. Okay. All right, I got my dress on. Hey, going a little old school with the high collar. Hold on, let me focus. Wait, is this on auto? Yeah. There you go. High collar. White pants, old school, yeah. Just making some adjustments right here, right now. What a cute little keychain. It's just the lucky cat, but it's wood. These are all the keys of the motorcycles. And there are keychains. Just got in and bam! Hát cao xíu mai! Lam and Wendy are making their way in. Hello. 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 Hello
Thế là con cho Mỹ Hoàng mượn 50 đô. Làm rồi. Làm rồi hả? Ok. Làm rồi. Yeah, yeah, yeah. Look at this. Great. We will go from dim sum to hủ tiếu and mì. There is a mom and Yuyi. Mai chăm để hoa dài đẹp nhất nha. Somewhere got me and Gahi. Delicious. Sao biển làm gì có sao biển ngắn sớm. À bánh hôm qua hả? Không? Béo quá hả? Béo quá luôn. Chắc là hơn ngủ đây. Yeah.